thể tự trọng. Người tránh ra đi. Yêu quái, nói ta là yêu quái, ta thấy ngươi là quỷ háo sắc đấy. Dương công tử, xin ngài hãy tự trọng. Tới đây nào, buông ta ra. Dương công tử, xin ngài hãy tự trọng. Dáng thật cô nương làm cao thật đấy. Tên Bùi Lạc đó hôn mê bất tỉnh rồi, hắn không hưởng được diễm phúc này thì Dương mổ ta hưởng thay hắn. Ngài buông ra, buông ra. Xin hãy tự trọng, người tránh ra đi. Không sao chứ? Yêu, yêu quái, yêu quái, nói ta là yêu quái, ta thấy ngươi là quỷ háo sắc đấy. Mới thế đã gục rồi à? Yếu quá đấy. Cô không biết cô là yêu sao? Vậy mà lại dùng yêu lực trước mặt người phàm. Nếu bọn họ mời thầy bắt yêu đến đây thì làm sao? Gián thần, cô đừng nghe hắn nói linh tinh. Ta không phải là yêu quái. Vừa nãy ta chỉ đánh nhẹ hắn một cái là hắn thành ra thế này. Ta còn không dùng sức. Ta, đây là cái gì? Đương nhiên ta cũng là yêu. Ta là yêu tinh qua quỷ, để che giấu thân phận, vẫn luôn không dám sử dụng yêu lực. Nếu không phải cùng tộc thì sao lúc trước ta lại cứu cô chứ? Ta là yêu. Cô cũng là yêu. Thảo nào mỗi khi chủ gánh hát hỏi về lai lịch của cô đều bị lung tung. Ta còn tưởng là có ẩn tình riêng, không ngờ cô thật sự không biết gì về bản thân. Âm hàn trong cơ thể cô rất nặng, vì vậy trên người có bớt xanh, linh lực yếu ớt, không hề có yêu khí. Đúng là kỳ lạ. Tin này đến kinh hoàng quá. Ta phải bình tĩnh lại đã. Nhưng khi ta là người không thể chữa khỏi chết bớt xanh này, ta là yêu cũng không thể chữa khỏi chết bớt xanh này. Thế làm yêu cũng chẳng có ý nghĩa gì, vẫn là một đứa xấu xí. Thế thì cô cũng là một đứa xấu xí hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng Dương công tử bị yêu pháp của cô làm bị thương, chắc cũng chẳng khác gì thái giám nữa. Mối quà của các cô gái trẻ Nam Đô đã bị cô loại bỏ rồi. Thế thì ta cũng giỏi đấy nhỉ. Đợi hắn tỉnh lại ắt sẽ gây rối. Cô vẫn nên chạy mau đi. Cô cầm cái này, ra khỏi thành cứ đi về phía tây, đến khu rừng ở núi Qua Ấn tìm tộc trưởng tộc Qua Tinh. Ông ấy thấy cái này sẽ nể tình ta, cho cô ở lại. Vậy cô phải làm sao? Cô đi cùng ta đi. Nếu không hắn tỉnh lại thì cô phải làm sao? Bùi Lạc ở đâu thì ta ở đó. Hắn bị bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Yêu lực của ta yếu ớt, không cứu được Quynh ấy. Nếu ngày nào đó Quynh ấy ra đi, cùng trời cuối đất, rồi bọn ta cũng sẽ gặp lại nhau. Lòng người phức tạp dễ đổi thay, thật sự khó mà hiểu được chữ tình. Tuổi cô còn nhỏ, vẫn chưa hiểu những chuyện này. Ngày nào đó cô sẽ hiểu thôi. Mau đi đi. Gián thần, cô là người bạn tốt đầu tiên của ta ở Trần Gian. Ta sẽ nhớ cô. Hôm nay sau khi từ biệt, ta mong ta sẽ đi khắp bốn bể, nếm trải ngũ độc lục vọng, thất tình bát khổ của Trần Gian. Như cô đã nói, mong rằng có thể hiểu được thế nào là yêu hận tình thù. Nếu có một ngày ta có thể viết được kịch bản khắc cốt ghi tâm, nếu gì chứ, cô nhất định sẽ viết được. Khi ấy dù là lúc nào, ở đâu, trong cảnh ngộ nào, ta cũng nhất định sẽ chạy đến diễn vở kịch hay này cho cô. Đừng ăn nữa. Nào nào nào. Yên tâm, yên tâm. Ta không phải tên buôn ngựa. Ta chỉ là phiêu bạc giang hồ cần cứu giúp. Phiền ngươi ra chân giúp đỡ. Lát nữa trên đường phải làm phiền ngươi rồi. Ngươi vất vả một chút nhé. Tên trộm ngựa, đồ xấu xí, dám trộm cả ngựa của ta. Có mà ngươi xấu ấy, cả nhà ngươi đều là đồ xấu xí. Cô, người và yêu khác biệt. Chúng ta đến để tìm người, không cần gây chuyện. Về đi, mai mua con khác là được. Cô ta vừa dùng pháp thuật, cô ta có pháp lực. Nhưng ta vẫn căng thẳng lắm, làm sao đây? Đừng lo, cô sẽ làm được thôi. Cứ cố gắng như thường lệ là được. Yêu tinh qua ăn thịt thiên thiên, vào điện. Mau đi đi, đi đi, cố lên nhé. Cho qua giới, cảm tạ, cảm tạ. Đông người đến thật. À, tộc trưởng tộc Qua Tinh có trong điện không? Ta được bạn giới thiệu đến. Bao nhiêu yêu tinh qua đang đợi, ai cũng nhờ vào quan hệ mới được đến đây. Trông cô thế này,
không được chọn đâu. Bây giờ đăng ký ưu tịch cũng cần nhan sắc ư? Người tiếp theo. Ta. Tộc trưởng, tộc trưởng. Ta. Tộc trưởng, ta là yêu tinh Hoa Sen Bạch Mỹ. Giáng thần giới thiệu ta đến đây. Cô. Ông trời muốn diệt tộc Hoa Tinh của ta mà. Thôi, ta thấy buổi tuyển chọn mỹ nhân dừng lại đây thôi. Tộc trưởng, ngài không thể chọn lựa bằng dung mạo được. Cô, ta chọn mỹ thiếp cho sơn chủ. Ta không chọn bằng dung mạo thì ta chọn bằng gì hả? Ta có tài nghệ. Tài nghệ ư? Tình tính tan. Tình tính tan. Tình tính tan. Tính tình tính tan. Bẩm tộc trưởng, Bạch Mỹ tài chốn ở Nam Đô, mai danh ẩn tích trong cánh hát. Để kiếm sống, tài chiết và hát kịch. Thiên sư truy đuổi đến tận cửa. Quỷ dung mạo đánh vào mặt ta. Mối thù này không đội trời chung. Nghe nói sơn chủ lừng quy danh, yêu lực mạnh bảo vệ quê nhà, vượt nghìn dặm xa đến xin theo. Chỉ mong tộc trưởng đầy thương xót. Nguyện dân tấm lòng trung sắc son. Nguyện dân. Hay. Câu chuyện này thê thảm khôn cùng. Tài nghệ này của cô cũng thú vị đấy. Xem ra cô một lòng muốn đi theo sơn chủ. Nếu ta tiện thể giúp đỡ cũng được thôi. Nhưng mà nếu không được làm thiếp thì cô có bằng lòng không? Chỉ cần có thể hầu hạ bên cạnh sơn chủ đại nhân, lên núi đào xuống biển lửa cũng không chối từ. Tử đằng cô nương này có điểm gì đặc biệt vậy? Tử đằng là cháu gái duy nhất của tộc trưởng. Theo tin nội bộ mà bọn ta có được, sơn chủ mới thích các cô gái tham ăn. Sở thích của sơn chủ này khác biệt thật đấy. Chắc chắn tử đằng cô nương có thể giành giải nhất. Tử đằng à, những mỹ nhân hôm nay làm gì có ai sánh được với con. Tử đằng, sau này tương lai của tộc Hoa Tinh chúng ta phải giao cho con rồi. Gia gia yên tâm, ông trời ban cho con dung nhan xinh đẹp thế này, tất cả đều là trách nhiệm con phải gánh vác. Gia gia, mong là sơn chủ đại nhân vừa gặp đã yêu, gắn bó keo sơn với tử đằng cô nương, để ta có thể thuận lợi trộm được.